Dồi ôi, tưởng đông lắm. Đông như mà không là đông đuông mà. Quán trà đá chục người rồi là đông thì cần nào là đông. À thôi hôm nay ba không mở à thôi. Đâu nhỉ, lúc ấy bác sĩ nào có hứng thú với xe của mình nhỉ? Không mở chứ. Em đây em đây. Em muốn đi thử không? Mỗi tuần tổ chức một lần thôi. Không phải ba đâu, không phải vì nó đi đi chán đâu mà là tham bao tiền đấy. Bà đó ơi, order đi. Không ra không ai kiếm được nhiều là làm hết cả đó. Tiền đi chứ, mất. Úi giời ơi, thế thành ra cảnh sát ăn hết à? Để bữa sau nó phải xin giấy phép chứ. Nhưng mà bữa sau là full party nha. Full party luôn. Được đó nhỉ, tổ chức ở tổ chức nóc nhà ấy. Liệu biết chỗ nào tổ chức chưa để ngò chỉ đó. Tổ chức hồ bơi chứ, làm sao tổ chức nóc nhà lớn. Tinh ơi, Tinh, Tinh có cá rồi. Thì nóc nhà có hồ bơi. Sao lẻ một đô vậy? Nóc nhà có hồ bơi sao đi lên? Lên được. Bây giờ cái nhà nó lên được hả? Lị biết Lị biết được không? Ngọ chỉ cho. Có gì không? Trường ngọ nghe nói là có mấy chỗ hộp bơi đẹp lắm mà ừ, không gian bằng trời lắm. Đi xem không? Hồi lấy chút 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 ngọ lên bận công chuyện chút xíu. Ok. Có chuyện gì ngồi đứng đây ngồi uống trà đá công chuyện gì? Đồ lên lên hỏi tí luôn người ta vô người ngọ lên công chuyện mà. À thế à? Thế thôi, để làm sao vậy? Đi Shizu thì lạnh như bạn đây. Mà mấy cái tòa nhà lớp cao không đấy. Tòa đấy cũng bình thường à, không cao lắm, nó tầm trung. Cao quá nguy hiểm lắm. Không cao đến mức cao hẳn đâu. Ơi ơi ơi. Chơi bời xong rồi nhảy nữa. Chơi bời á? Chỉ á, em mấn map lên. Chơi bời á, không nhảy cái chơi bên góc bên trái. Không đến mức, không đến mức cao thế đâu. Với lại gái nhiều lắm, fall in love. Fall in love à? Fall in love with Coco. Nó bài từ trên xuống hợp tới cũng đã bao ông Thọng ơi à, dạ, ok là tới công chuyện này. Tới công chuyện đi, free thì lấy. Free mà. Ui ôi thôi. Ui lỗi 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 ui. Sao ui, và thế là hê hê. Làm xe tao trâu lắm. Xe trâu lắm anh ơi yên tâm. Đập xíu được. Sao mày đéo mua cái con mà cắt đuôi con ấy. Con này trâu nhưng mà thắng hơi lỡm anh nhỉ. Không phải đâu, anh đã đi con nào đấy đi tốc độ đấy sao. Vẫn đã vào không? Đi à? Này, vào đây. Em không đi làm à? Em không đi làm. Em off một hôm. Làm nhiều. Không trả lá là được không? Hôm nay có phải cuối tuần đâu em nghỉ. Thứ hai cũng là ngày nào sẽ là ngày nghỉ của em. Đi thò. Ủa em làm gì đam mê à? Kiếm được nhiều. Đi làm kiếm được đồng nào hay đồng đấy thôi anh. À, kiếm lâu được nhiều ngày hôm qua lóng tiền phạt cho. Ủa sao lại phải đóng tiền phạt? Tưởng tại vì không xin giấy phép. Ừ, đáng em xin giấy phép trước chứ. Nó là sếp phó lì, sếp phó lì mà sếp phó không nói một lời với sếp trưởng, vũ sếp trưởng lì. Để coi lấy được không? Không được. Nó bị già rồi. Chú bảy già thế mà non. 180 ok không anh cỡ? Vậy là do ông sếp phó rồi. Cái tiền tám này bán so với giá thường là 70, ít hơn 70 rồi đánh giá. Xe nào? Đấy tôi bảo rồi, mới mua con xe mẹ 18.000 thôi. Bạn vừa mua bạn này bán là sao bạn? Em lợi anh đấy. Em mua 250 anh bảo em bán 18.000. 18.000 hợp lý thôi. Không biết ngay cái gì đâu, mua xe nó bán ngay mà. Bạn à, lệch đâu được. Gì bạn ơi? Mai ơi. Ơi ơi. Ăn uống gì đây? Bạn đợi tôi tí, tôi đang bán xe cho khách nhưng tôi làm gì có tâm trạng em uống. Thì ngồi cà phê cho em cốc nước mà ngọt giọng đây. Bạn cả khách bảo mua xe cho tôi đi. Tôi bảo là tôi đợi bạn nên tôi mới phải bán xe ấy. Bạn vừa mua thì bạn lại bán thế. Ai mua bạn được không? Bạn đi bạn siết nợ mày, của mẹ mày, ra. Bé bác sĩ ơi, bé có bị sợ chết không? Bình thường mà. Bạn anh của bạn đòi tôi, bạn... anh của bạn đòi tôi. Thì đấy. Đâu à, bảo chết gì vậy? Mấy bác sĩ có bị sợ chết không? Em có đồ giảm sợ chết này. Đâu mà anh gái? Là một gậy ấy. Đang suy nghĩ anh ơi, đáng suy nghĩ quá. Giúp em tí chứ thể đấy. Em có mấy gậy cơ. Bạn trả đá cho em nợ cũng kinh lắm. Gậy bóng chày ấy ngay. Mà tại vì em đang nghe nói là bên okay, gậy bóng chày. Sao có xe lấy gậy bóng chày đi. Đang đợi quá. Cái siêu xe ra là gậy bóng chày. Bây giờ con xe này đấy. Nó có sale ấy. Thì nó cũng sẽ sale xuống cái tầm giá của em thôi. Cái, lấy gậy bóng chày là gì vậy? Ok kìa, bác sĩ này chắc là non quá. Cái xe này là giá trị nó thấp bị thì lúc sale. Xe này chắc là không phải dân 420 rồi. Từng thế thôi. Cứ cứ chế em hả? Dạ. Cùng lắm em nghĩ là sale 10%. Chú Bảy ơi. Chú Bảy có phải dân 420 không? 420 hả? Ngày hồi còn trẻ thôi. Đấy suy nghĩ quá. Bây giờ chú mua cháu bán cho chú. Phát đây phát lấy cho anh cốc trà đá tao. Làm tí cho giảm stress chú ơi.
hôm qua Big K cũng có gửi một ít á, nhưng mà ngó lâu chơi đâu. À, không chơi đâu à? Nhưng mà đưa vào ngõ phải chơi đúng không? Trời, cái lo là phải có bồ cái bên. Có bồ hả? Trời ơi, cái đó có bồ tới công chuyện lắm á. Tới công chuyện luôn. Hết đêm luôn đúng không? Nguyên cái đêm dài luôn. Nhưng mà chơi nhiều quá mất cảm giác là không biết chừng nào ra đó. Thế á? Ra đâu? Tại vì ra rồi mình cũng biết á. Ra đâu? Uống nước, mua xe tôi chứ tôi tâm trạng đâu ra uống. Còn ra lâu nữa. Bạn cứ ngồi thương lượng đấy. Ra đâu mới được chứ? Quán thương lượng đấy. Trời ơi. Mấy anh bác sĩ mà đi ông đi sang mấy trường mà nó phải ra sữa rồi. Súc bình sữa. Chỉ 18.000 bán không mua luôn. Súc bình sữa chua à? Anh ơi, thể anh nghe hấp dẫn quá nhỉ? Chất cao em tê bây giờ xe mua 250 anh bảo 18.000. Hút hút cái gì đấy? Hút cái gì đấy? Anh không 18.500. Súc bình sữa chưa hút cái gì? Anh không giúp em thì thôi. À, súc bình sữa. Thôi thế, anh mua xe em. Súc bình sữa con. Cái con gỡ 63 bên kia bán bao nhiêu mà không biết không? Ai biết, sáng hỏi mày. Con nào, tôi biết. G63. G63 là con mui trần à? Không, G63. Cá nhuy Strabai, Alibi hơn này. Tôi biết. Và Piccino. Là con nào anh? Califuto, Calisuta. Hôm qua vừa lẫn đi chơi. Là con nét tôi về đây. Tôi mua con Calisuta. À, con G63, em biết con đấy rồi. Nhưng mà em nói thật với anh nhá, SUV trong cái thành phố này nó chỉ được cái là chở nhiều người thôi anh ạ. Còn nếu mà anh để mà đi đua ấy thì chỉ có đi hai chỗ thôi. Nó mới đẹp, mới sang. Chú Thòng có lúc đổi một xe ạ. À, chứ lại bên ga lưu lờ có bán không ta? Có bạn ơi. 450 hay sao ấy? Không đến, con này có 300 thôi. Chứ này đâu phải là cái chiếc. Đâu phải là 300. Có phải Dominator không anh? Đó, đâu phải Dominator đâu. Lần cuối tao hỏi là 300. Kiểu đàn con đàn cháu. Chứ này kim cựu, lấy lên mắt tóc thử coi bao nhiêu vậy? Có ai đi chậm lắm. Con này ngọ đi mắc tốc được có 100 mấy à, 109 à? À dạ, đúng kiểu là dòng kim cương á. Thắng lớn vãi. Thắng lớn vãi luôn á. Nhưng mà con này drift được. Nó không bị sàn xe nữa chứ. Dòng kim cương gì được cái sang thôi. Cái này luôn. Ây da. Nhà không có gì ngoài xe đó. Nhà này à? Gì lại đi đâu vậy? Kiếm gì có gì đâu lắm. Đi đâu mà lấy. Cho nữa cốc đá vào đây. Lửa cốc cái đéo, lửa cốc cái tao bắn lửa cốc cho ai? Cho nữa. Đỡ cái gì không đỡ. Sao lỡ đi, hết tiền rồi, hết tiền mà cười. Méo mày. Anh trong xanh mua em cốc trà đá vào đi em ngày mai em trả. Chú Thòng lấy cái đầu mày kéo trên đây làm gì vậy chú Thòng? À. Anh Ly taxi mua. Anh taxi và cái này anh luôn. Anh xin mua em cốc đá vào đi, xong rồi ngày mai em trả. Đâu chú Thòng thử cho đi một chuyến qua chú Thòng. Giờ lên xe lên. Ê, Lá bào ơi. Lá bào ơi. Trả ly lá bào đi. Đâu. Cho ly đá bào. Cho 2 ly đá bào đi. 2 ly đá bào. 1 ly à? Đúng rồi, bọn tôi còn du chứ. Đó. Của anh 400 đô. 40 đô hả? 400. 40 đô thôi. Trả trước 40 ly còn nhiêu ghi sổ. Ừ. Lấy trời ơi, nhập 150 đô thôi. Cái nào chả cắm mặt ở đây mà còn sợ bị quỵt nhở? Ai biết. Ở đâu mai mình rời thành phố thế nào? Chúc nó bị xin rồi sao, mất chứ nhớ. Thu đâu thu luôn. Nghe hợp lý. Cảm ơn anh Machile nha. Để tao gọi thằng hôm qua xin tiếp mày nhá. Tao bảo mắc gì? Đây là mày đồng phạm à? Tao không, trêu mày thế thôi. Trêu cái gì, tối thì tao xin mang lên cảnh sát làm việc. Rồi, lên xe đây, ngõ lưu chìa khóa cho lấy. Đéo bằng chứng gì cả, chỉ có một lời nói vu vơ dọa người thôi hả? Thì mày dọa tao cũng là có tội rồi. Ừ kìa, tao dọa đâu, mẹ anh em nói chiêu vui thế thôi chứ. Mày vừa dọa tao xong. Đấy là chiêu vui, khởi động anh Thòng ơi. Leo lên trên xe, không phải là leo lên trên xe. Nhưng mà thích ngồi ở đây cho mát. Để đứng ở đó làm sao lưu chìa khóa. Rồi anh ơi. Thòng chạy taxi mà chứ. Đừng tôi đâu chạy đâu. À, lấy lưng hả? Cho thử đi một vòng không mát đâu. Ngồi xuống đây, lưng nó dặn đó. Kìa. Rồi.
Ủa nó ngồi nữa luôn hả? Ui, muốn hết đầu rồi. Đấm chết nó đi chú Bảy ơi. Không được. Các cái đi không được. Chơi trò gì mạo hiểm vậy? Húc nó chú Bảy ơi. Để cháu lấy đá vào chú Bảy ơi. Úi trời ơi. Taxi nhà chạy không chứ này á? Taxi chở hàng. Có đứa taxi không có. Taxi mới là có. Chào anh. Taxi này. Không, đang bán xe đá. Con này đi trông có vẻ uy tín nhỉ? Ê, thằng này nhìn mập thế nhỉ? Thằng này nhìn mập thế nhỉ? Ai mày bảo ai mập đấy? Tao bảo mày đâu, mày thù à? Đâu thì tao hỏi mày bảo ai mập thôi mà, tao bảo gì không đâu? Không phải việc của mày. Không hỏi thôi mày, mình căng. Này, mày kiếm cái khăn đâu đẹp hết nhỉ? Khăn của chợ hip hop. Bây giờ tao hip hop mà, tao mai tao quần cái khăn mày hip hop bẩn. Ok. Mày hip hop để metal đen không? Ủa mày real. Real nào? Hip hop coi. Tí hip hop đấy. Ủa mày metal đen, metal đen. Vẻ cái lộn dạ. Trông giống tập dưỡng sinh vãi lộn phát rồi. Yeah. Giống xíu. Ok. Ai đấy nhở? Anh cho em một xe kéo lên bãi đá ra đổ xăng cái. Đổ xăng hả anh? Vâng. Ok anh nhá, đợi em tí nhá. Tiền kéo, tiền đổ xăng của anh hết 500 đô nhá. Em lấy rẻ. Trời ơi, nhanh. Ủa chết mẹ, ấn nhầm rồi. Làm gì đây, anh kéo xe mà. Đó. Đó. Sa. Ít sợi. Ôi, cái gì đây? Ok, anh trai ơi. Sao anh ngồi lên xe nghiêng mẹ xe luôn rồi? Anh kéo kiểu gì đây? Kiểu gì thế, anh ngồi lên xe từ từ, em đã bảo anh từ từ, anh đợi em lên xe đã rồi anh hắng lên. Anh vội thế. Trời ơi, giờ đây. Giờ đây làm ăn cái gì đấy? Tại anh ngồi lên làm xe nó lật đấy chứ. Ủa, bị đéo gì đây? Em nói thật anh ơi, ghê ra anh ma em thật. Mẹ bây giờ phải gọi sự trợ giúp từ đống trên trời rồi. Ở đây em đang lật xe rồi, đợi tí. Đấy là lật xe của em ấy, không phải lật con này đâu. À! Liên tâm. Được không? Không phải không? Đứng nhau từ đứng bên này xem. Superman, I can fly. I can breathe it. Chắc tối nay em qua phàn nàn cái gara này quá à. Làm này làm việc thế nào ta? Ơ kìa, sao không tìm thấy phương tiện nhỉ? Mày sao cứ gặp ông là kiểu nó cứ bị hàm ma ám rồi gì ấy. Ông cũng không theo đúng không? Hả? Vòng theo em, ok. Không quá tự làm nhiên việc này. Nói nhá, cái này là do xe bên anh đúng không? Hôm qua xe bên anh cũng lỗi, hôm nay xe bên anh cũng lỗi nữa, sao trách em? Nhưng mà bình thường tôi kéo cho khách khác không bị gì cả, rất là mượt. Đến khi kéo cho bạn thì y như rằng bao nhiêu lần làm cũng bị kiểu thế lực vong theo ấy. Em nói nhá, giờ mà thu này vô là 3.000, tới 3.000 ngoài ba phương tiện đấy, không chịu không nổi đâu nhá. Bây làm sao bây giờ nhỉ? Con này bị ngu người rồi.
Anh thử bỏ xe em ra ngoài rồi không? Từ gọi đường trên cao giúp đã. Lạy chúa trên cao nghe máy đi nào. Em chụp qua anh là em bắt gót. Bạn bạn có phải chúa không? Bạn có thể giúp mình được không? Nhìn xe xem nó bị một thế lực gì đấy lật con mẹ rửa anh ạ. Vừa lật lại không nổi. Can you help me? Hả? Chị chia sẻ đi. Chia sẻ gì anh? Em chỗ đứng đó. À ok, đợi em đi. Henry ra đẩy con xe thử coi được không? Bây giờ đâm đâm ở sau đít này này cho nó lật lại này là được này. Em kêu anh ra đẩy cho. Ừ ok. Trai ơi, anh xem bên anh xem bên đây làm ăn cái này anh thấy được không? Hai ngày trước em kêu một con xe giống như này xong người ta chắc xe em lên thùng xong nó đứt dây xe em đột xuống dưới đường rồi mà xe lật luôn. Tại vì bạn nặng quá ngồi lên nó bị đè xuống ấy. Chờ sao một chân lên ngã xuống đi sao? Thử anh trai chứ lật xe là không tìm mấy con xe em, để lật. Em sợ nó đâm xuyên qua ấy. À không chắc đều. Sao đâm được? Mà có con xe là đâm nổi con xe này anh trai. Lắm không lấy nổ ta? Em sợ nổ ấy. Bố lên anh ơi. I chết you. Đây ơi. Thank you anh trai nhá. Bây giờ rõ ràng xe bên anh nhá. Này bạn từ từ bạn đang bạn đừng ngồi lên vội. Đấy thấy chưa? Tôi ngồi lên có bị gì đâu, bạn ngồi lên cái là bị ngay. Em phải cân đối hiểu không? Cảm ơn anh trai nhá. Thank you anh trai nhiều. Anh đúng là vị cứu tinh đáng yêu. Rồi go go đi. Ok anh ơi. Ê tôi bảo này, trước khi bạn bạn gọi bên dịch vụ bên tôi ấy, bạn tắt hương trước nhá. Em cũng xe rồi đó, biết không? Anh biết, xe, anh biết đầu tháng cũng... em gặp ông khách tên Tèo không? Cũng thổ địa nữa hiểu không? Đá vít Tèo đúng không? Đúng rồi, em bị ổng cắn em $150 tiền taxi á. Ông ấy lưu manh mà. Chắc gặp ổng xong rồi em xui cả tháng luôn. Chán thật sự. Ừ, khéo thế đấy, thề gặp ông đấy xui bỏ mẹ à. Không chứ gặp cái ông đầu đấy năm tự nhiên tháng, tiền hoàn à. Đi con gặp cuốn taxi ổng cho chơi em $150. Ừ, bây giờ vấn đề duy nhất là mình không biết là bây giờ mình còn đưa xe xuống được không bạn hiểu không? Đấy, đây là một vấn đề khác. Okay. Căng à. Đấy là một vấn đề mà mình nan giải khác này. Bạn muốn thử vụ nổ lớn không? Anh trai tiền miễn phí em thử anh trai. Hả? Anh trai tiền miễn phí em thử. Kéo ra tới nơi rồi đợi nữa. Xe này có lết được nữa không? À, được. Ừ, rồi. Cố gắng lết nhá. Lùi rất chắc. Sao khó thế nhỉ? Hai khi em anh không hợp nhau anh trai thì sao gọi người khác quá. Bạn hệ gì đấy? Em bạn hệ kim đó. Kim à? Tôi hệ thủy này đéo hợp nhau là đúng rồi. Kim với thủy bình thường mà, kim với hỏa khác khác chứ. Kim thủy hỏa mộc. Mày thế. Đổ được luôn kìa. À, mà cần. À. Tại sao mình không mẹ mình không đổ xăng ở trên xe luôn nhở? Xong rồi ra chỗ khác lật cho nó an toàn nhở? Anh trai ơi. Ok em ơi. Em gửi anh 700 nhá. Coi như nãy giờ okay, anh giúp em. Có gì trừ 100 tiền thân vỏ nhá. Xem như lỗi của trời đi. Đấy. Xong rồi cầm tiền đấy đi mua hương thắp hương nhá. Em thắp hương rồi mà em gặp ông Tèo từ đầu tháng em mới xui rồi. Thì em vẫn phải thắp hương tiếp phải không? Thắp đến khi nào ông Tèo chết thôi nhá. Hôm
không tèo sống da mới lên, em còn làm việc chồng nữa mà. Thế em đi xiên chết mẹ ông ấy đi. Đấy, em đi nhá, đi à, một game ơi, bye bye em. Ông mình đi dặn xe bạn ơi. Alo. Sao mày đâu em? Đang chuẩn bị đi lặn. Đi lặn à? Đi lặn kiếm cái loại bí ẩn bán. Bán cho ai đấy? Bán có mối mà nhiều mối lắm. Bán 250 một cái á? Bán như giá hôm qua là 280-300 thì phải. Nghe cũng ổn đấy chứ. Ừ, được phết nhờ. Đi với. Đi nhưng mà đang có phát đi cùng rồi. Đi 3 người à? Có xe cốp to không? Không có. Mà có xe cốp to thì đi chung luôn. Đéo có mẹ ơi. Alo. Đéo có, tao bán anh đội mà. Bán hết cho anh đội à? Thì đúng con múc cát tao bán anh đội gì nữa. Anh đội dọa bảo là mày không bán tao đuổi việc, thế là tao phải bán luôn. Vậy được đi. Mà tao đi 2 người rồi, tí mày kiếm thêm 1 người nữa đi. À, đéo đi 3 được như hồi xưa nữa à? 3 bây giờ nó hơi mất thời gian. Nó cũng chung điểm mà. Mất thời gian, thế thì ra tập trung ở bến cảng đấy. Bến cảng á? Xong rồi đó qua gara 1 đó ta đưa phải lấy xe ra đấy. Ok nha. Vâng. Rồi nhanh nha. Từ Tùng ơi, Tùng ta xuống ta cất đồ vào xe. Đây để tao làm không tặc thôi. Không tặc. Mày muốn bình lặn không? Không. Tao muốn bình lặn không? Mày mua bình lặn, tao còn một bình này. Tao nghĩ rồi, tao đéo đi lặn đâu. Trời ơi, thì nhét một cốp đi. À, nhét một cốp phát đi. Thì tao kéo xe. Một bình 400 nhá. Cốp bạn, tầm này làm gì có ai đâu, đi làm tính được. Bán 300 thôi bạn, giờ giá trung bình người ta bán lại bình gần 200. Bán 300 thôi. Bạn bè mà, ui, thì 400. Bè giảm 50 đô, bình thường người ta bán giá gốc mà. Ờ, bình thường người ta bán 300 mà. Trời ơi. Đấy là hồi xưa. Một bình thì ra cửa hàng mua còn hơn. Thì bây giờ mày ra mày đổ xăng hết 50 đô còn gì nữa. Tao đổ 80 đô nữa. Ok, sai rồi. 4 đấy, đi mẹ mày số 4 này mà đi lặn là chỉ còn chết thôi mày không? Tao đéo đi đâu. Giờ làm gì có khách đâu, cứ đi làm gì làm một tí về kéo. Nghe hợp lý của ta, thay thôi tao đi đào đá này. Ơ kìa. Ừ, mua cái bình lặn xong. Tao sợ chết lắm. Ủa, có khi không chết được. Không. Bạn ơi. Tao lặn 4 lần tao chết cả 4 rồi. Không được. Mày đi đâu thì mày đi ra một tí đâu. À thôi đéo bạn ơi, tao nhảy xe. Không, bây giờ phải đi xe lên các bạn ạ. Để phòng trường hợp mà mình gãy chìa khóa con đường còn về được. Ê, nhưng mà cái chìa khóa kia có mở đúng đây. Có anh trai à? Em à? Không đi làm đi. Không đi kéo xe à? Có khách đâu em. Ế chủng vùi ra. Anh thấy bao nhiêu xe không? Thấy em ơi. Đẹp mỗi xe cái rồi lên kéo là lấy tiền anh. Là sao? Đạp hư xe rồi theo ta kéo về. Đạp hư xe thì có xiên mình à em? Ủa sao có bãi đâu kia? À có người rồi. Bãi mình đông tê nhờ. Bạn ơi. À, ông này ông cảnh sát hay sao? Ê. Cô
khu vực này cách ly 2 mét anh trai rồi, đứng xa xa ra không gần lắm á. Thôi về em ơi, không còn chỗ mà đào đâu. Em lên em đợi anh ạ. Nè, không đợi. Còn xe của mình này. Còn xe này của anh này. Bạn ơi. Bạn mà biết chủ đầu tiên mẹ bấm biển là ai không bạn? Con này này. Hả? Chả nghe bạn nói gì cả. Sao sau này nói không nói không có nói gì nhỉ? Em ơi. Đây, anh trai. Em nghe thấy ông kia nói gì không? Anh bị gì anh trai ơi? Không biết đâu. Em anh bị gì hay ông kia bị gì? Ông này bị. Ông này bị câm hay sao ấy? Ông anh đi nói chuyện được mà. Anh Andy ơi. Thấy không? Em chỉ nói chuyện với em thôi, em không nói chuyện với anh. Rồi xong luôn, anh bị lỗi chỗ nào luôn. Đi đây, đi đây cho anh đó, vô. Thôi đi anh, vô lại đi anh kia. Ở kia sao ông đạp xe thế? Ông không yêu ơi, xe thì ông trả lại cho tôi. Xe này tôi mua được, tôi bấm biển 40 rồi. Vô đảo lại không đi. Có cái vấn đề là từ khi bấm cái biển, không là tôi mua lại cái biển của cái anh chủ cũ của này thì mọi thứ xui xẻo vô thì tôi đâu mà. Không phải, ông phải hiểu đấy, ông đấy là ông chủ thứ hai, còn tôi là ông chủ đầu tiên. À, thì đương nhiên nó sẽ bị mất thiêu rồi, đúng tôi rồi. Tôi biết thế nhờ, vậy là cái xui của ông thứ hai chuyện gì cho tôi vậy? Không, cái xui tôi đâu, anh sai rồi, cái xui từ anh này nè, chuyện xe ông thứ hai thì của anh đó. Cho tôi ông cái chuyện lại cái ví xui về cho ông đó. Ông thoải mái, ông không chuyện đi kéo xe em, tại vòng theo rồi. Ai à. Ông bị vong theo rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Gây. Ông không dính được đâu, không thoát được đâu. Thầy, ông con liên hệ với thầy chữa tôi đấy. Thầy gì? Thầy chữa bây giờ ở thành phố này thì có ai đâu. Thành phố này mẹ có tin vào. Ông ông gì tên là thầy mà nip gì đó. Thầy vô hại bạn ạ. À, ông đó là kiểu giống như ông gì đó. Ông gì quên mất tiêu rồi. Trời tên gì? Ông nào mới được chứ? À, ông gì Yên gì đó. Yên đó. Làm cho anh em đi. Thôi mày đi cái ông mà cô là ông có tên gì tôi quên tên mày á. À ông gì ta, thầy gì ta? Thầy ông gì ta? Yên hả? Có cái gì Yên á, cái gì quên rồi. Bỏ hàng yên. À, đúng rồi, bỏ yên. Thầy Huấn à? Không, thầy Huấn là bè cho biệt rồi. Anh tránh xe ra cho anh đào anh thôi, không phải lỗi á. Tôi đào cho nốt đi anh trai. Rồi đào nốt đi, xong rồi để tôi chuyển đồ về cho. Thôi ông khùng à, tôi đào gần xong rồi. Bỏ Hoàng Yên bro. Em trai mẹ mặc áo gì rách hết đầu gối khuỷu tay kìa. Đâu ra đâu anh bị bà bắt đấy. Em rách nhà mày, thấy rách này này. Đi sửa đấy, đi may áo. Ơi, may lại áo anh ơi. Em nhà nghèo lâu phải chắc chịu lắm mua con vest anh trai mà rách rồi không dám thay chứ. Nhà nghèo mà có tiền nhuộm tóc. Ừ, ăn chơi nhờ. Kệ, tóc em là hồng tự nhiên nhá, hồng cánh sen tự nhiên. Làm gì trên đời này làm gì có ai tóc hồng tự nhiên đâu, em đừng có xàm chứ tóc. Em là người ý mà, anh về anh hỏi anh. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Đi xe nè, đi ăn cơm đi. Ok. Anh hỏi anh Vincenzo á. Vincenzo là nhờ. Không quen gì cần thằng xe nhờ. Cô số đá bà nội cha nó thằng nào mát với tao thầy. Hãy nó tự đạt luôn á. Anh ơi. Anh không biết mà xe mấy người có xe mấy người. Họp đi anh ơi. Anh ơi họp đi. Tôi đang gửi ai á. Hả? Không anh à, em đang nói chuyện riêng với anh này mà.
Em mà iPad AK từ nãy giờ rồi. Tỉnh dậy anh ơi. Đừng ngủ gật nữa. Sao bạn? À, anh có mua cần câu không? Em bán lại cho. Không không, anh nhiều lắm rồi. Nhưng mà em bán lại bao nhiêu? Em có 2 cái, bán lại 450 anh cũng không. 450 2 cái à? Mua luôn. Cái bao nhiêu? Em không bán một cái. Em ơi, anh có 2 cái mà. Em 450 luôn. 2 cái. 2 cái à? 2 cái 450 mua luôn. Mua luôn. Cho trả 450 phải không? Không anh ơi. Trời ơi, mấy từ thành phố khác qua không có tiền mà còn ép giá anh. 250 mà anh trả đã còn 45 đồng à. 450 là. Đấy, 450 hai gái đưa đây. Anh mua này. 450 là 400 tiền kia là tiền thương hiệu rồi. Chắc ủa, mà em số tài khoản của em ở đâu ấy? Bật ngân hàng đi em. Đem ra cốp xe để kìa. Em bán đúng không? Em Adidas hay là em tóc trẻ mồ côi đấy? Hai đứa bán luôn anh. Hai đứa bán. Bốn cái là 900 à? Đúng rồi. Nhưng mà trả tiền riêng mỗi đứa 2 cái. Ok em ơi. Đi ra cốp xe. Xong đi câu cá đi. Câu cá thư giãn đâu. Em vừa câu một buồn ngủ quá anh ạ. Ngủ rớt xuống sông. Em rớt từ tông gần chết anh ơi. Đó, thằng này bị rớt xuống sông này nè. Thế là dở rồi. Đấy cứ bỏ vào cốp đi. Bài bỏ cốp này. Sao mở xe được. Anh ơi. Mở khóa đã. Tại vì có một cái cần câu chỉ còn 99% thôi nên anh thông cảm nhé. Đâu để anh xem à. Tức là trên 99% rồi được. Chứ đừng có 5% nhá. Của mình là tất cả 100% mà. Ok. Mở cốp đi. Anh ra để em mở cốp cả anh ơi. Đấy, bỏ hết vào đấy đi. Xong rồi xếp hàng. Bỏ 2 cái vô đó. Anh check hàng, xong rồi xếp hàng đi xong rồi phát tiền. Rồi. Em bỏ rồi. Thấy chưa anh? Ok anh thấy nhá. Số tài khoản nằm ở đâu? Không cần đâu, để anh tự gửi tiền cho. Đâu, xếp hàng đi. Adidas nhá. Đấy, Adidas xong rồi. Ok, thank you. Trẻ mái này. Đấy, ok em nhé. Ok, thank you anh. Đây em rồi này. Em à, ok được anh chị. Không lấy à? À thôi. Không lấy này, cho anh luôn á. Kìa chê à? Hay mua xe chưa nhỉ? Ui, hay mua xe này rồi hả? Không, đây là xe mượn này. Xe mượn anh ơi. Em đang chuẩn bị đi sửa mà không thấy gara mở cửa anh. À, đi sửa chắc em đợi tầm 5 phút nữa nhá. 5 phút thử máy anh đang đi làm rồi đấy. À vào ok anh nhá. Thở máy bên gara đi vào dễ được. Ừ, ông này kiểu sắp bị đuổi việc cái nơi mà. Ô, anh làm ở gara luôn hả? Đúng rồi, anh đi kéo xe mà. À ok. Thế anh tên sao gì nhỉ? Vừa. Em có điện cho anh một anh ở bên gara nhưng mà không phải anh. Anh tên là tao. Cho anh thì làm thợ sửa. Tên là tao. Đúng rồi, anh phải làm thợ sửa mới hợp lý đúng không? Em phải sáng nào 9 giờ đi mà làm rồi hả? Anh tên là tao á. Đúng rồi, anh tên là tao. Lại tên là tao. Tên gì kỳ vậy? Tên gì vậy? Thì mọi người hay gọi anh là tao. Cái ai gọi? Ai là mày? Tao gọi là tao ơi. Tao, tên tao là... ơi, tao đây. Đúng rồi em. Ok anh nhá. Thế thằng nào tên là mày nhá? Ai biết. Mày là gì trên trong thành phố này không ai tên mày đâu. Có thấy phải có cái anh mặc áo trắng đi xe Audi á, các anh đó tên mày không? Không, thằng đấy tên là Bông Vân Mai. Ôi, hình như có xe tin tức về cái anh đó rồi đó. Nổ xe hay sao á? Ở đâu? Nổ xe ở đâu? Nổ xe ở chỗ gara đó. Đúng rồi, thằng đấy làm nổ con 3 củ 2 đấy. Ủa? Còn Lamborghini ấy. Thấy tự tử nhảy lầu rồi tùm lum hết. Nhảy tự tử nhưng mà chỉ bị gãy chân em ạ. Nó không nhảy tự tử không thành. Sao anh này, ở nước ngoài về Việt Kiều mà thông tin nhanh nhỉ? Em phải biết. Tin nhanh thế à? Phải đọc báo chứ. Phải đọc báo Việt Nam. Báo hàng ngày à? Được thế nào? Đúng là con người có tri thức.
đánh giá cao đó. Thế, thế mà lên lên thành phố à, về về đây phải đi lục thùng rác anh ạ. Ôi dồi ôi. Thì giờ không có tiền thì phải đi kiếm tiền á. Không có tiền ấy, bây giờ anh chỉ bây giờ mới vào thành phố ấy, đi cắt cỏ hoặc là đi kéo điện. Đấy, à, anh đi thử rồi, anh đi cắt cỏ thử rồi, không có đâu. Mấy đồng đi... lần đi chừng nào mới có tiền. Đi tạt gỗ phải đào đá thì em phải làm trong em làm chăm chỉ vào đấy. Tầm làm một tháng là mua được con xe 30.000. Em thấy đi đào đá có lý. Em vừa làm đào đá thì phải có xe cơ. Nếu mà em có xe rồi thì bọn em đi được thôi, thoải mái. Khi nào có chút tiền đi mua con xe mô tô rồi đi đua xe kiếm tiền. Được rồi. Ủa, anh bắt đi. Chán quá rồi. Em mới sửa xe mà đấy. Để anh gọi thì thử sửa nhờ. Mà chữ tốt chưa? Có rồi em, thử sửa đi làm rồi đấy. Thế thì okay, em đi vào Canada. Từ để anh gọi thử sửa đã. Sao xem ông ấy đang ở đâu đã. Ok nhé. Có Mai ở đây không? Có, Bố Mai đang ở trong kia kìa. Đây đi. Đi tạo một xe đạp Bố Mai kìa. Đấy, nhảy đi, không ai thấy đâu. Đấy, đây, lấy đi. Đây này. Tôi che cho. Khóa rồi. Khóa rồi à? Mẹ thằng này cẩn thận thế nhỉ? Hey. Cầm im tự học hết. Sao gì đấy? Đâu này công tác thường ngày chị em ơi. Tiên ơi. Đi về mẹ ơi. Khoan để tiên chọn mẹ. Đúng chưa? Chào anh nhá. Sửa xe à em? À, em sửa nhưng mà cho em gặp anh Bông Văn Mai. Bông Văn Mai ơi. Bông Văn Mai. Anh người quen thì em giả cho anh 5 đô còn 1-2 tấm. Em đợi tí nhá, em cứ ngồi đây. Các bạn ơi, cho hỏi chút tình. Em đơn cho anh Lân rồi nha. Sao Lân này? Hết lời rồi nhưng mà... Cái ông mà nó cho mình mượn cái xe này nè. Giờ như ông đi ngủ rồi, sao trả xe cho ông? Thì các bạn cứ đi xong rồi khi nào mà ông ấy dậy thì các bạn trả. Nhưng mà bọn em thoát tiền sửa lắm anh ạ. Thì các em lái xe cẩn thận một tí là được. Không thì các em đi bộ. Thế thì khóa cửa xe lại. Nhưng mà ông nào lấy xe, ông nào cho các bạn cho các em xe mượn xe đấy. Anh cảnh sát Henry anh ạ. Anh Henry à? Cái xe cứ đập thoải mái cho anh đi. ID của em là em là người mất tiền mà. Ai trả tiền sứ? Thì các em trả thôi bây giờ. Không nhưng mà có gì bảo là có sự kiểu có thằng kiểu rất điên đấy không? Đấy đâm nát xe các thứ xong rồi nhờ anh Henry đi truy tìm nhở? Bảo bọn em bảo lại em bảo lại anh tên tao nhé. Không được. Bây giờ bảo là bọn em hết tiền sửa xe rồi. Đấy. Thì có gì anh thông cảm cho bọn em. Đấy kiểu đấy bọn em chưa làm được cái gì cả. Em hiểu không? Dùng văn người nghèo đấy. Dùng văn người nghèo để tấn công cảnh sát đấy. Anh đấy đã lấy lòng thương mượn rồi anh ạ. Hả? Anh đấy đã có lòng thương cho bọn em mượn xe để đi làm việc rồi. Mà lại làm đối xử thế với anh đấy là đi luôn mà. Thì em bắt anh ấy thương cho chốt đấy. Không trêu đâu em nói thật đấy. Anh đi đây. Chưa biết sao nữa. Sao anh dạ sao đấy. Đi ra trà đá ngồi đợi. Ra trà đá ngồi đi em ơi. Ok đi đâu. Hỏng xe đấy. Có gì gọi anh nhá. Thì cần hỗ trợ gọi anh. Cảm ơn. Anh cho hỗ trợ tài chính ấy. Cho tiền thế nào anh? Không phải cho mà là cho vay. Cho vay rồi sao có tiền trả. Thì em phải chăm chỉ làm việc chứ đúng không? Bây giờ anh có thể cho em 30.000 này. 30.000 em mua xe chẳng hạn. Đấy. Trong 10 ngày em phải trả lại 30.000 cộng thêm lãi kiểu đấy. Lãi bao nhiêu? Lãi 5% một ngày. Tức là ví dụ nhá, em mượn 3.000 đúng không? 30.000 thì một ngày sẽ là lãi tầm vào đấy tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? 5% một ngày à?
từ nha đang nghĩ á. 10% là 10% là 10% là 3.000. 5% là tầm 1.500 đấy, 1.500. Một ngày em trả 1.500. Đấy. 10 ngày là 15.000 đấy. Đúng rồi. Ôi, nếu ăn lời dữ vậy. Nếu như mà em trả sớm thì em sẽ không bị lãi hết, em hiểu không? Em hiểu vấn đề chưa? Em trả trước 10 ngày thì chỉ tính đến cái ngày mà em trả hết tiền. Đấy, thì em chỉ không cần đóng lại nữa. Em sẽ suy nghĩ anh ạ. Cứ suy nghĩ thì có gì của anh cho xin số điện thoại này, có gì của anh nhá. Ok. Đấy, anh chia sẻ đấy. Đấy rồi. Rồi, rồi, anh thanh toán rồi. Vâng. Em nhận được chưa? Em chưa. Rồi, nhận anh AirDrop qua đấy. Nhận được chưa? Tôi. Đấy, lưu vào anh nhá. Anh gửi lại được không? Em lại không thấy nữa rồi. Thấy không? Bảo mấy ông kia đi xa tí. Thấy không? Em tắt okay, hẳn. Ok, thấy rồi, em thấy rồi, thấy rồi. Tắt hẳn điện thoại vào lại. Ừ, đấy. Ok, anh nhé. Ok, em nhé. Anh ơi, lúc nãy anh thanh toán là thanh toán hóa đơn đúng không ạ? Đúng rồi. Em. Vâng. Thôi cứ ngồi uống trà đá suy nghĩ về anh, về offer của anh đi. 30.000 mua được xe gì? Mua được con xe nào nhỉ? Thực ra là anh cũng có nhiều con này là mua ngoài cửa hàng là 60.000 hay sao này. Anh có thể cho em mượn 60.000 được, nhưng mà đương nhiên là lãi suất nó sẽ tăng lên, em hiểu không? Nên là em nghĩ là em chỉ nên mua xe 30.000 thôi. Giờ có cách nào làm kiếm tiền mẹ nhất? Có thì mua giá mắc. Giá rẻ đâu. Lúc nào cũng là người ta cũng là ưu tiên cho chú mà chú như vậy luôn á. Ê, chú thăng lên rồi kìa. Ui, chú thăng lên rồi, chạy đi Ngọc ơi. Sao tao gọi gì cây nhưng mà Huy chọc lên thật vậy? Em hiểu thật sự luôn á. What the hell, thế lúc tâm linh nào ấy nhở? Tâm linh vãi à lùn anh men ạ. Ok ơi. Sao anh? Đây đây anh hỏi coi. Hỏi về em tên gì cây nè. Ê lên trực thăng anh hỏi. Ok anh em. Tò mò đấy nhở. Không quá rồi anh ơi. Không có giấy phép điều khiển anh ơi. Ây da, đâu có giấy phép anh à. Bé đi ra đây. Chuyện riêng anh ơi, chuyện riêng. Không có giấy phép anh ơi. Không giấy phép không lên được đâu. Anh hộ tống em lên được không? Không được. Ủa, Kai ơi. Sao anh? Mang theo cái còng ngồi cho anh mượn cái. Ok kìa. Không có tiền bên đây. Qua anh tháo đồ anh để nhà luôn, quên mất đeo theo rồi. Xe em đâu rồi gì cây? Xe em đâu rồi? Em còn gì có xe đâu. Kệ, đi bộ lên đây hả? Anh ben đi bộ chở lên em mà anh. Ủa mà nãy em đi cắt cỏ được nhiêu tiền vậy? Một chuyến được 7 đô thôi anh ạ. Thôi. Mà em cắt chuyến xe em nghỉ luôn hả? Không, em một cắt hôm nay đâu, em cắt hôm qua rồi. Đi cắt mà quên đi làm cắt cỏ bị mất dớp mà đúng không? Đúng không rồi. Không mắt đi cắt cỏ là mình nhận, mình lấy xe nó tự hiện điểm cho mình cắt luôn à. Ồ vậy hả? Dạ anh tự đi cắt được à? Thì anh có còng tay em không? Dạ thôi được, để anh tự thử được, để anh tính hỏi để anh kìa. Anh cắt em... cỏ đen không anh ơi? Anh tưởng em cắt cỏ em. Anh cắt cỏ đen không anh ơi? Em đang dậm có... dạp lắm anh ơi. Ủa anh cắt của em đây ai đồ má đi xe đẹp quá mà lên đây đập đá vậy? Ừ kìa. Ủa anh ơi kiểm tra anh ơi. Đi về cứ sợ. Sợ anh Huy chọc mắt ạ. Đi trẻ sợ vãi luôn. Ôi mẹ chiếc này bán nhiêu vậy? Chiếc này là mẹ bên nó có người mua rồi à? Xe này qua ấy nhờ? Không biết luôn á. Không biết luôn anh ạ. Chắc là của bà rồi đấy. Bên kia coi. Bên này có xe đây mà.
Cái này của ai nhỉ? Xe này chắc là của bà... anh thử hỏi bà em gái ơi. Xe này của ai nhỉ? Xe này xe này kỳ lạ lắm nè, nó mất cái kính bên này à, nó mất kính bên này nè mà nó không mất kính bên này. Đâu đâu thử cháu, thử ngồi lên thử coi di chuyển được không? Thôi cháu ngồi lên chi chứ không, tự nhiên ngồi lên canh không ai cô cổ cháu là giúp chết. Cô gì em kêu nhờ ngồi lên thử mới làm gì đâu cô. Cháu lại chấp thử coi. Cái dụng hộ chụp mũ em ăn cắp là chết em luôn á. Trời anh đâu phải là công tâm phân. Ôi làm gì có bằng chứng chứ em. Xe này của xe này của thằng Ben Xuân Hành. Ai vậy? Ben nào ạ? Ben Xuân Hành á. Là em họ, em họ em à, em họ à? Em họ mày đâu rồi? Em họ em á, không biết nữa. Mày em đâu rồi? Không biết, không biết. Anh vô kia tao đang kiểm tra của anh. Mà nó báo nè. Ben Xuân Hành đó. Ben Xuân Hành đó. Đúng rồi, em họ em, em họ em. Báo lên, nó báo lên 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 trên đồn quan sát là sao tự nhiên để xe đây xong rồi báo mất xe vậy? Ờ, vô lý. Thằng này, thằng này có tiền tiền sử bị cáo đen. Cái cần kẹt này là bằng vàng luôn này. Vãi cái bìu này giàu chưa. Nhưng mà cái xe này nó kỳ lắm nè, nó bị mất cái kính bên này nè. Mà kính bên kia không mất. Không, cái thằng này thuận thuận tay trái á. Kỳ thiệt chứ. Không, thằng này chắc có tiền sử bị bệnh ngáo anh ơi. Lên đây xong khóa xe xong rồi bỏ đi à. Chơi game kỳ vậy. À quên nhầm. Kỳ vậy? Thằng này bị ngáo rồi chắc chắn luôn. Anh người thử hỏi gì đâu kỳ vậy trời. Anh thử hỏi anh Ben xem. Ờ để tôi đem về ngáo. Đem về đồ quan sát có gì để anh đó qua nhận lại. Kêu em hỏi em lên nhận lại nha. Quá rồi chứ mình. Quá là hâu 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 vô được à. À khóa thì Thi ơi, Thi cháu ra thì mở khóa cho anh cảnh sát go về Thi ơi. Ờ sao mà cháu mở khóa được. Ờ đây à. Thế à? Không phải quần nhà à. Đây để em em gông cổ nó cho. Em chuyên nghiệp lắm, em tháo bố bánh xe là tự nó Dạ. Nặng quá người em không lật được. Xe này thằng bên nó khóa kỹ quá ta. Rồi người anh thử giam lại đi. Em nghĩ là người ta khóa kỹ vậy chắc người ta sợ mất á, tí người ta lấy cho mấy anh đừng có đem giờ đi. Cháu ra cháu mở thử được. Người ta báo mất rồi phải đem về trả cho người ta. Trời ơi. Lỡ người ta bị ngáo người ta báo linh tinh thì sao anh? Báo linh tinh là xử phạt hết đó chứ. Thì anh bắt tìm nó anh bắt nó đi. Thì bây giờ đem xe về cho nó nè, rồi gọi nó lên lấy thôi. Chắc không giam được ấy, thì giao được chắc mất cái này đi. Thôi, đưa để em giam được nha. Để em lấy xe cầu em cầu về nhá. À, lấy xe cầu về đi. À, lấy xe cầu quanh về. Quanh hết 1,000-2,000 đô. Rồi, ok. Ok không? Để em đi. Anh Huy Trọng hôm qua xong phạt xuống hòn của em thì mà để bây giờ không có body vậy. Đúng rồi. Là okay. Sao? Không có body là sao? Hôm qua tổ chức body rồi thì mà quá buồn rồi. Ok, tổ chức không xin giấy phép. Nhưng mà anh có thể tâm trước mà lần đầu bọn em non dại không? Em ơi, cái hoạt động đó là phải xin phép, giấy phép chứ. Thì bây giờ A Thoan xin được cho anh. Alo? Quay. Thì khi nào xin rồi mới cho tổ chức tiếp chứ, body. Nhưng mà mình thường quán bar hoạt động hàng ngày được mà anh à? Huy Trọng ông người à? Đó, hàng ngày thì cũng phải xin chứ. Cháu đi thì đó là à? Cái đó là hoạt động, đó là kinh doanh mà. Ba Thọ kinh doanh anh. Đây à, okay nha. Thôi để em xin người phép ta vậy. Kinh doanh vì mục đích cá nhân thì là phải xin phép chứ. Thôi bây giờ A Thọ không thầu thì em thầu vậy. Để phép hết bao tiền anh ơi. Đề nghị là anh cho sát trưởng thay đồ bơi chuẩn bị ra du thuyền chúng ta chuẩn bị. Ok. Ok. Là có body à? Body. Body. Triệu tập mấy em gái nào mà xinh tươi chứ. Thôi là tôi nhâm nhi. Em nào cũng được nhưng mà trừ cái em kia nha. Đập đá quá. Không, em kia gân không à. Tôi là kết cho em váy trắng hôm qua rồi đó. Em váy trắng nào? Váy trắng là em nào? Tôi có biết đâu.
hôm qua tôi có đi đâu. Em bé trắng mà massage đấy á. Hôm qua tôi phải xử cái vụ sát nhân hoàng loạt á. Ui sếp chăm chỉ thế nhở.